Chào tất cả các bạn. Trải qua hơn 5 phần của series truyện hài Henry và những người bạn, chắc hẳn các bạn đã có những phút giây giải trí và thư giãn đúng không nào? Lúc đầu khi tôi bắt đầu làm series này, tôi quả thật là không nghĩ được lại được nhiều các bạn ủng hộ đến như vậy. Có lẽ đối với nhiều người nó chỉ là một câu chuyện hài, nhưng nó là có thật. Để qua đó, chúng ta càng tự hào và thêm yêu đất nước Việt Nam hơn. Thật sự, cảm ơn Henry đã mang văn hóa của Việt Nam phổ cập đến với thế giới. Điều đó giúp cho những người nước ngoài thật sự muốn tìm hiểu về Việt Nam, họ lại đến Việt Nam tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Mà đã muốn tìm hiểu văn hóa thì cách tốt nhất là phải tìm hiểu ngôn ngữ tiếng Việt. Người Việt chúng ta luôn có câu nói, phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Đối với những người nước ngoài thì tiếng Việt quả thật là âm thanh của Chúa Trời, hay còn gọi là thứ ngôn ngữ kỳ lạ nhất trên trái đất. Tôi không nói ngoa đâu. Có một người bạn quốc tế đã nói với tôi rằng tôi đã học tiếng Việt được hơn 4 năm và hiện đang sống với một người vợ Việt Nam. Nếu chỉ nói về âm thanh của tiếng Việt thì quan điểm của tôi đã thay đổi khá nhiều theo thời gian đó. Lần đầu khi tôi nghe tiếng Việt trên TV, tôi đã hoang mang nghĩ rằng, ôi Chúa ơi, đây là ngôn ngữ của sao Hỏa à? Đúng là thứ âm thanh kỳ lạ nhất trên trái đất. Ngôn ngữ châu Á mà tôi học đầu tiên là tiếng Trung, và tôi đã bị hoảng loạn vì môn ngôn ngữ châu Á này. Nhưng sau khi biết đến tiếng Việt, biết về thế giới riêng của nó, tôi đã phải thừa nhận rằng mình đã bị cuốn hút. Tôi thật sự đã thích học tiếng Việt lúc nào không hay. Tiếng Việt đúng là đại dương hoang dã của âm thanh, âm sắc và âm tiết, sắc nét như tiếng gọi của tự nhiên. Nhưng lần đầu tiên khi bạn bắt đầu học tiếng Việt thì nó lại không khác bi kịch là bao nhiêu đâu. Theo thời gian, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng Việt ở những bối cảnh khác nhau, bao gồm cả phát thanh viên thời sự và những gã say rượu ở quán cà phê, trẻ em trên đường phố, hay những người phụ nữ xinh đẹp tinh tế đang nói chuyện với nhau, những bà mẹ đang nói với con của mình, hay cả những lời bài hát. Dần dần thì tôi cũng có thể hiểu được thứ âm thanh êm ái này rồi. Vâng, đó chính là câu chuyện mà những người bạn quốc tế đang trao đổi với nhau về một thứ ngôn ngữ được cho là ngôn ngữ của tự nhiên, đó chính là tiếng Việt. Vâng, Việt Nam is very hard. Đó chính là câu cửa miệng của đa số người nước ngoài khi dấn thân vào sự nghiệp học tiếng Việt. Nhiều người đã phải đầu hàng, bỏ cuộc sau vài tuần, thậm chí theo vài tháng theo đuổi. Nhưng cũng có không ít những người đã chinh phục thành công tiếng Việt theo những cách khiến chúng ta phải bật cười. Có thể nói, những người nước ngoài tiếp xúc lần đầu tiên với những câu tiếng Việt lại chính là từ các câu nói bậy. Không biết có phải là do nó dễ học hay không mà chúng ta có một câu chuyện. Cụ thể là một anh chàng Harry, một người nước ngoài học tiếng Việt đến từ Thụy Điển, đã gầy thường nhớ cho biết bao nữ sinh bởi vẻ điển trai của mình. Khi đó, Harry thường xuất hiện trong những đoạn phim quảng cáo trên TV cho thương hiệu của tủ lạnh Electrolux. Anh đứng bên chiếc tủ lạnh đã cũ nhưng vẫn dùng ngon lành, cùng dòng quảng cáo ấn tượng, 40 năm vẫn chạy tốt. Dù đã nói được tiếng Việt cũng thuộc dạng ngon lành cành đào, nhưng Harry cũng tự thừa nhận rằng nhiều khi không hiểu người Việt Nam nói gì vì nhiều người nói nhanh quá. Một hôm, Harry cùng với người thầy dạy tiếng Việt ngồi uống cà phê gần phố Mã Mây. Thì một thanh niên Việt đầu cắt moi nhìn thấy Harry và tuôn ra một tràng. Éo mẹ thằng Harry, hôm qua mày hẹn ra uống rượu, mà mày éo ra làm mất cả vui. Vâng, anh bạn Harry nghe rất chăm chú nhưng lại chẳng hiểu cái quái gì, liền quay ra phân trần với thầy. Thầy ơi, nó là bạn em, nó bán nước chè ở ngoài quán kia kìa thầy, nhưng nó nói gì em không hiểu, hình như nó bảo hôm qua không uống rượu. Đúng là những từ ngữ này Harry không hiểu, bởi vì những sinh viên học tiếng Việt chưa được học trên giảng đường. Ông thầy đành phải giải thích trong tiếng Việt đó là một số từ không được hay cho lắm nên được xếp vào nhóm từ bậy bạ. Nhưng trong một số trường hợp với một số nhóm người, cách nói này lại được dùng với ý nghĩa rất thân mật và gần gũi. Nghe giải thích thế thì ông Harry này lại thích quá và đề nghị: vậy thầy dạy cho em để em chửi nhau với chúng nó nhé, khó mấy em cũng phải học, chắc thằng này từ trước đến giờ hay nói bậy với em mà em không biết. Và kết quả là hai thầy trò ôm nhau về phòng riêng rồi đóng thật chặt cửa để dạy và học các câu vừa tục vừa bậy và cả các câu để chửi nhau. Nhờ trải qua khóa huấn luyện ngôn ngữ tục tĩu lại thể hiện được sự ấm áp và thân thiết của người Việt Nam, Harry đã thật sự tự tin để giao lưu với đám bạn Việt. Vâng, đó chỉ là một câu chuyện trong vô vàn những câu chuyện hài hước về việc người nước ngoài học tập và sinh sống ở Việt Nam. Nếu bạn nghĩ rằng việc dạy một người nước ngoài nói tục là điều không tốt, thì ngay sau đây, một ví dụ về việc dạy người nước ngoài
nói về một câu đã là điều hiển nhiên để xem kết quả của câu tiếng Việt này ra sao nhé. Tôi thật may mắn khi có một người bạn là người Việt Nam. Tôi kêu nó hãy dạy cho tôi nói thứ gì khác ngoài câu xin chào đi, nhưng phải khiến cho các bạn người Việt ấn tượng, thấy vui khi tôi làm quen với họ đó nha. Cuối cùng, thằng bạn người Việt chỉ tôi một câu, tôi đã áp dụng liền. Ôi chúa ơi, hiệu quả tốt thật sự luôn các ông ạ. Mấy bạn Việt Nam sau khi nghe xong còn cảm ơn và khen tôi rối rít. Thật sự là thích ghê. À mà câu nó dạy tôi là Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Câu nói này thật sự hoàn hảo. Khi tôi nói với bất kỳ một người Việt nào, ai cũng đều khen. Mọi chuyện sẽ không có gì cho tới khi tôi gặp một thằng người Trung. Nó bảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc. What the hell? Lúc đó tôi cực kỳ bối rối và hoang mang. Có gì đó sai sai ở đây. Tôi nhanh tay tra thông tin chính thống và hỏi lại thằng bạn người Việt liền. Sau đó tôi đã block thằng Trung kia luôn. Vâng, đây chính là những người đã vượt qua cánh cổng của thiên đường để chạm được tay vào tinh hoa của ngôn ngữ Việt. Nhưng cũng có rất nhiều người dù có ý chí cũng không thể vượt qua được bản ngã của mình. Câu chuyện về hai anh bạn Tây cùng phòng muốn học thêm một ngôn ngữ mới. Một người đã đưa cho anh bạn kia một list danh sách tham khảo. Cuối cùng, anh bạn ấy chọn tiếng Việt vì thấy cái chữ cái này cũng là ná tiếng Anh, dễ nhớ hơn chữ tượng hình. Dù rằng đã được cảnh báo về độ khó của ngôn ngữ này, nhưng có vẻ như anh bạn này cũng kiên quyết lắm. Đúng một tuần sau, thằng cha đó tìm đến tôi và nó bảo như trải qua 10 kiếp người vậy. Mỗi việc học đánh vần thôi là sống dở tái dở rồi. Muốn học tiếng Việt thì cần phải có sự kiên trì kinh khủng lắm. Hay như câu chuyện của một anh bạn du học sinh kể. Thằng bạn nước ngoài của tôi, nó bảo muốn học tiếng Việt để làm quen với gái Việt Nam. Do thấy các bạn ý mặc áo dài quá là xinh đi, thế là nó đăng hái mua tài liệu về, còn đăng ký học cả online. Không lâu sau đó, tôi nhận được tin nhắn của em. Cái gì đẹp thì mình chỉ nên ngắm từ xa thôi, đừng tiếp cận. Đơn giản là sắc đẹp đã không giúp nó vượt qua được chông gai của ngôn ngữ này rồi. Hay như câu chuyện hài hước về một bạn gái người Việt có bạn trai là người nước ngoài. Để tôi kể cho mà nghe, bồ của tôi người nước ngoài, mỗi lần tôi nói câu gì mà thêm chữ nha, kéo dài cuối câu lại y như rằng ông ý phấn khích lên và hỏi, em ơi em nói chữ này với tất cả đàn ông hả? Sau này em đừng nói với họ những câu đó, chỉ nói với anh thôi. Bạn ý nói kêu chữ nha nghe ngọt như đường, còn chữ ạ thì nghe dễ thương như một em bé. Rồi, trên đây là những câu chuyện hài mà tôi muốn gửi đến cho các bạn để nói lên sự phong phú của tiếng Việt. Có thể nói, tất cả những người nước ngoài đã từng học tiếng Việt phải thốt lên rằng tiếng Việt phát âm rất khó. Vì tiếng Việt có tận đến 6 thanh điệu. Dù cho những người nước ngoài có thông minh hoặc là có kinh nghiệm học ngoại ngữ đến mấy, nhưng khi dính vào tiếng Việt 6 dấu thì các bạn ấy cũng chắc chắn sẽ phát âm sai. Còn tất cả các bạn có cảm nghĩ như thế nào? Còn tôi thật sự tự hào về ngôn ngữ của chúng ta.